Chap 1, căn nhà hoang, chuyện em chứng kiến hồi nhỏ. Chuyện bắt đầu từ hồi em học lớp 6. Hè năm đó, em sau khi học hết lớp 5 thi vào trường chọn của thành phố qua. Nên bố mẹ em cho em và mấy cô em họ về quê ngoại chơi, ở Thọ Xuân, Thanh Hóa. Hồi đấy mỗi lần được về quê là sướng lắm các bác ạ. Ra đồng chơi, tắm sông, vào ruộng mía, trốn tìm các kiểu, thích lắm. Nói chung là đủ các trò trẻ trâu, nghịch không hồi kết. Một hôm nọ, bọn em nhóm khoảng 5 đứa, gồm em, hai đứa em họ, hai đứa hàng xóm. Sau khi ra đồng hái mạn non ăn, rồi ra ruộng mía chơi, thì về nhà trời sập mưa khoảng 5 giờ chiều. Vì gặp mưa bất ngờ, cả bọn chạy ào về làng, sớm chớp đùng đùng kiểu mưa mùa hè. Mọi thứ cứ thế tối sầm đi nhanh lắm. Bọn em chạy nhanh qua đoạn đường đất ruộng, thì ra đến đoạn đổ bê tông, bắt đầu vào làng. Lúc này mưa như chút nước, thấy cái cây lớn trước căn nhà hoang, bọn em trú lại. Nói về căn nhà hoang này, em từ nhỏ nghe nhiều chuyện xung quanh rồi. Nhà nào trong làng cũng cấm tiệt bọn trẻ con lảng vảng gần ngôi nhà này. Bà em cũng không ngoại lệ, bà em đặc biệt có liên quan đến ngôi nhà này nữa. Em nói rõ hơn trong cháp sau. Để tất nhiên bà luôn dặn bọn em tránh xa cái ngôi nhà này. Mô tả sơ qua cho các bạn dễ hình dung. Ngôi nhà này là nhà ba gian điển hình từ phong kiến. Có ngõ nhỏ vào rộng khoảng 2 mét, sâu 4-5 mét gì đấy. Có vẻ trước đây nhà này khá giả, nền lát gạch nung, cột nhà 4 cái, to bằng một vòng tay người, bằng gỗ, cửa gỗ kiểu ngày xưa. Trước cửa bên cạnh cái ngõ có cây ao cỡ nhỏ, chắc là để làm mát là chính. Bên phải ao là cây trứng cá cổ thụ. Em nhớ mang máng có vậy thôi, vì là lâu rồi không nhớ rõ. Nhà đấy giờ đã phá đi làm đường và trường học. Quay lại chuyện em đang trú mưa dưới gốc cây. Bọn em đều bị cấm bén mảng đến nhà này, nên trong thâm tâm đứa nào cũng tò mò, không hiểu chuyện gì. Thằng Quy hàng xóm nhà em thì bạo hơn cả. Nó nói là cả bọn vào nhà hoang chơi cho biết. Bản tính tò mò, thêm cái tuổi còn nhỏ, không biết sợ là cái gì. Cả lũ mới trèo qua hàng rào dâm bụt vào nhà. Mới trèo qua hàng rào, ấn tượng đầu tiên của tụi em là căn nhà khá cũ kỹ, không có gì đặc biệt. Cụ thể thì như em mô tả, ấn tượng nhất vẫn là ngay sau cửa chính là bàn thờ lớn và phía trước bàn thờ là bộ sưu tập cũ kỹ. Nói chung là cũ lắm, mạng nhện với bụi bao phủ trắng xóa, có vẻ như bỏ hoang từ lâu và không nhang khói gì. Ngó vào trong nhà tối thui, cảm giác âm u lạnh lẽo. Cái bản tính tò mò trỗi dậy, em với thằng Quy nhìn nhau xong, hai thằng đẩy cửa vào. Một điều lạ là dường như bọn em chỉ cần đặt tay lên cái cửa, cửa nó tự mở, vì em rõ ràng là chưa ấn tay vào. Thằng Quy cũng vậy, nó quay ra nhìn em tròn mắt lên. Mấy đứa còn lại gồm hai đứa em họ em với đứa hàng xóm em thằng Quy thì nhìn trời hóng mưa. Em với thằng Quy nhìn nhau một lúc, bắt đầu trấn tĩnh lại. Em tự nhủ chắc chẳng có gì đâu, gió thổi nó mở cửa thôi mà. Thằng Quy cũng vậy, sau một lúc nó bước vào nhà. Nó cũng thuộc dạng gan cóc tía. Như đã kể bên trên, trong nhà đồ đạc chả có gì nhiều, chỉ có mỗi cái sập cũ và bàn thờ lớn chính giữa nhà. Bọn em vào trong nhà chờ mưa ngớt. Bên ngoài trời mưa ngày một lớn, cộng thêm sấm chớp đùng đoàng. Còn đứa bọn em sợ co rúm ngồi trên cái sập. Sau này con em họ em có kể lại, lúc ngồi trên sập mấy đứa túm tụm với nhau, thì nó ngồi quay mặt nhìn về phía ban thờ. Bỗng nó thấy cảnh trên ban thờ, người phụ nữ như mỉm cười với nó. Lúc đấy nó sợ chứ, nhưng mà không dám kêu, vì nghĩ nói ra chả ai tin lại bị trêu. Người phụ nữ trong ảnh thờ này, trong chuyện bà em kể cực kỳ kinh khủng, những chap sau kể về chuyện gia đình sẽ nói đến. Ngồi trên sập một lúc nhìn mưa thì chính em, vâng chính em chứ không phải ai, chợt nảy ra một ý là bên hai đứa em họ em, con gái mà sợ ma chết khiếp, cho nên em rủ cả lũ chơi trốn tìm để hù chúng nó. Phải nói đây là quyết định ngu nhất đời của em. Chúng nó đang ngồi chán đồng ý ngay. Thằng Quy thì có vẻ ham hở nhất, nó rút khăn quàng đỏ học sinh trong túi. Hồi xưa trẻ con bọn em hay đi chơi mang khăn quàng đỏ trong túi.
Nó có nhiều trò chơi như là bật khăn, xem tiếng ai to hơn, chơi bịt mắt mắt dê, chơi trốn tìm. Thế là nó lấy khăn ra bịt mắt cho em. Vì lúc chơi trước bãi mía, em đang thua, thế là phải lùa chúng nó lúc đi chơi đồ cứu. Dù khăn đỏ bịt mắt chính là cái ngu của bọn em. Nhân tiện đây em khuyên các bác nhé, đừng bao giờ bịt mắt hoặc là chùm đầu bằng khăn đỏ ở những chỗ nghi có ma, vì đấy là cách để ma nhập hoặc ma theo ám. Các bà đồng hay dùng khăn đỏ chùm lên đầu để gọi hồn đấy. Đến cái đoạn thằng Quy bịt mắt em, mấy đứa còn lại bắt đầu rục rịch chạy kiếm chỗ trốn. Thằng Quy nó bắt em nằm úp mặt xuống sập cho lúc chúng nó bắt đầu trốn. Em mới bắt đầu đếm 5, 10, 100 tiếng bước chân lúc này dừng hẳn chẳng tiếng động. Bên ngoài chỉ có tiếng mưa rơi tí tách. Em bắt đầu lột cái khăn đỏ ra. Vừa bỏ khăn khỏi mắt thì mắt em bắt đầu hoa lên, loạng choạng, cua quạng một lúc thì bình thường. Em mới lò dò xỏ chân vào đôi dép dưới sập, mắt đảo quanh tìm mấy đứa trốn. Em nghi ngờ nhất là có đứa trốn trong gian bếp, vì lúc úp mặt nghe tiếng bước chân chạy ra phía ngoài, bị bõm, tiếng dép chạm nước. Nhưng cứ từ từ đã, vì ở trong nhà chính có 3 phòng. Phòng chính giữa là phòng có sập và ban thờ, hai bên là 2 phòng ngủ. Em quyết định tiến về phòng bên trái, vì phòng ngủ này có giường tủ nên dễ trốn. Trời lúc này nhập nhoạng hơi tối rồi, nhìn căn phòng tối mịt mờ, chính em cũng hãi. Em bắt đầu mò mẫm đi vào đảo quanh một lượt góc phòng, nhưng mà chẳng thấy bóng dáng đứa nào. Chính giữa là cái giường đôi, bên phải giường là cái tủ cũ kiểu ngày xưa. Em phán đoán có đứa trốn trong tủ, em mới chạy tới hét trước, bắt được rồi nhá. Mở tung cửa tủ ra, lực kéo khá mạnh, nhưng cánh cửa không bật ra như thường. Nó nhích một tí rồi đóng ngay vào, như là có người bên trong kéo nó lại vậy. Em mới kéo đi kéo lại 2-3 lần, vậy mà tuyệt nhiên im bặt, không có tiếng nói hay tiếng cười. Em chỉ nghĩ lúc đấy chắc cửa hỏng không mở được. Đoạn nhớ là có cái gầm giường chưa kiểm tra, em lọ mọ cúi xuống gầm giường, đang loay hoay chui xuống, kẹt dài một tiếng như cánh cửa tủ bật ra và tiếng chân bịch bịch chạy ra ngoài. Em hét lên, đứa nào đấy? Ngẩng đầu đập cái đầu vào cạnh giường đau điếng, rồi tiếng cười ha ha của trẻ con, mà rõ là tiếng này không giống tiếng của bọn em, vì là bọn em hay chơi với nhau nên biết mà. Tiếng này nó cứ vang 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 vẳng, mà lại là tiếng con trai. Em bắt đầu thấy lạ rồi, nghe theo tiếng bước chân thấy nó hướng ra phía ngoài sân. Em từ trong phòng phi ra ngoài, tuyệt nhiên không hề thấy ai ngoài sân. Bên ngoài mưa to, không có lý nào nó chạy nhanh thế. Em trấn tĩnh, đứa nào nhanh chân như vậy? Chắc là thằng Quy, chỉ lạ là cái giọng nó kinh kinh. Em đứng ở bờ hiên ngó nghiêng vào gian nhà bếp, em nghi ngờ từ đầu rồi. Em chạy ù qua sân vào nhà bếp, nhà bếp trống trơn. Chỗ đầu em bắt đầu hoang mang, chỉ có cái chạn cũ, nhìn qua thì không có bóng dáng đứa nào trong này. Mà nói về căn nhà bếp, nó âm u chẳng kém gì nhà chính, mạng nhện răng khắp nơi. Ở chính giữa có một cái dây thừng thõng dài vắt ngang qua xà, như là trước đây treo cái gì đó. Em bắt đầu thấy run chứ, một phần vì mưa ngấm lạnh, một phần bắt đầu hơi sợ sợ. Trời về chiều tối khá nhanh, mưa ngớt dần. Em đảo qua gian bếp một lượt chẳng thấy bóng dáng đứa nào. Em nghĩ thầm, bọn này trốn đâu tài thế. Em quay qua định gào lên xin thua, thấy lấp ló bóng người ngồi khúm núm dưới gốc cây trứng cá. Em mới lò dò tiến lại gần, thì nó mặc cái áo vàng giống như áo thằng Quy mặc. Em mới lao đến miệng hét lên, tao bắt được thằng Quy rồi nhá. Lao về phía cây trứng cá. Tay em giơ về phía trước, định bụng đẩy nó một cái rúi rụi. Chạy được 6-7 mét gần gốc trứng cá thì em sững người. Cái áo này không phải áo thằng Quy mặc. Cái áo này bằng vải lụa vàng kiểu ngày xưa, cả cái quần cũng vậy. Còn thằng Quy chỉ mặc cái áo phông vàng đã ngả màu xỉn xỉn bẩn bẩn cơ mà. Và điều nữa là nó đang ngồi thu lu tựa lưng vào gốc cây, mặt hướng về phía vườn trước mặt, lộ rõ mái tóc dài chùm tai. Không phải là đầu của thằng Quy, và chắc chắn không phải mấy đứa còn lại. Một làn gió lạnh như thổi qua người, em đứng nhìn chăm chăm gốc cây bắt đầu sợ quá. Ngoài bọn em ra, đám trẻ con trong làng chắc chắn không dám lai vãng ngôi nhà này. Em hoảng quá, hét lên mấy lần, chúng mày đâu ra đây, chúng mày đâu ra đây hết đi. Chẳng thấy đứa nào ý ới hay nói gì, em mới hét lên,
Ra đi, tao thua rồi, thua rồi. Chẳng thấy gì. Mà bóng đứa trẻ con ngồi trên gốc cây bất động, mặt quay về vườn không hề quay lại. Em mới hét lên, thằng nào trốn gốc cây đấy, ra đây đi. Cái bóng không quay lại. Em bắt đầu hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Tiếng em hét lên thất thanh vì sợ, chúng mày đâu rồi? Không ai trả lời. Duy chỉ có cái bóng nấp sau gốc cây, tuyệt nhiên ngồi không nhúc nhích. Sau khi nghe em nói tao thua rồi không chơi nữa, nó đứng dậy từ từ đi về phía góc vườn mà không hề ngoảnh mặt lại. Nó bước rất từ từ chậm rãi, hai tay buông thõng. Nó cao chừng hơn 1 mét, tướng người khá đậm, đặc biệt nó không đi dép hay gì mà nó đi chân đất. Nó đi về phía góc vườn. Góc này rất tối vì nhiều cây rậm rạp. Chỗ đấy kèm theo là bóng cây trứng cá xóa ra cả góc rộng, làm ánh sáng không tới được. Đi đến gần cuối vườn, bóng nó biến mất hẳn. Em đứng hình luôn các bác ạ, miệng ú ớ, em sợ phát khóc. Cố gắng gọi mấy đứa kia mà không đứa nào trả lời. Em chạy vào trong các gian nhà mà dường như chẳng đứa nào nghe thấy. Em mới chạy quanh, không thấy đứa nào thì bắt đầu hoảng chứ. Tính chạy ra khỏi nhà xem chúng nó có ở ngoài không. Nhìn ra phía cổng gỗ, dường như là khóa tiệt từ trước đến giờ. Nhìn đến chỗ hàng rào dâm bụt thì không thấy dấu hiệu leo trèo. Em bắt đầu túm vào hàng rào để leo lên. Phần vì sợ, phần vì mưa nên chân trượt, em không tài nào leo qua được hàng rào. Dù cố gắng nhiều lần xước sát hết cả chân tay, mưa thì vẫn lâm thâm, trời thì tối hẳn. Em vừa leo vừa hét, chúng mày đâu rồi, chờ tao với, chờ tao với. Dù cố gắng mấy, em không tài nào leo qua được. Mà dù trước đây loại hàng rào này bọn em leo một cách thoăn thoắt, mà giờ có cảm giác bàn tay nào đấy cứ túm áo mình kéo xuống vậy. Cứ mỗi lần thế em lại bị trượt té xuống. Mà đã sợ thì càng cố. Em chạy ra chỗ cửa gỗ, rung rung đẩy đẩy xem có gì không, thì không thấy xi nhê gì. Em hét ra ngoài, có ai không cứu cho với. Hét khản cổ dường như chẳng ai nghe được. Em mới cố trấn tĩnh, suy nghĩ tích cực hơn. Có lẽ chúng nó trong lúc mình trốn bỏ về để trêu mình. Và chắc cái bóng kia là mấy đứa hàng xóm quanh đây mò và chơi giống mình. Em bắt đầu thấy đỡ sợ. Lúc này trời đổ mưa to, người em nãy giờ cũng đã ướt sũng. Trời thì tối, em đành phi vào nhà chính ngồi lên sập, chờ ngớt mưa rồi leo rào ra về. Ngồi một lúc trời bắt đầu tạnh dần. Em mới nghe thấy tiếng bà ngoại em gọi, trời ơi trời ơi. Cả tiếng mấy đứa trẻ con, anh trời ơi. Em mới chạy ra cổng hét lên, chó đây bà ơi, chú mày ơi, tao ở trong nhà. Một lúc sau bà em xuất hiện trước cổng. Nhìn thấy em, ánh mắt bà như mừng rỡ. Bà cầm chìa khóa lấy trong túi, nhét vào ổ khóa, vặn vặn mấy cái thì khóa mở bung rồi mở cổng cho em ra. Lúc đấy em rất lạ là sao bà em lại có khóa cửa nhà này. Bà nhìn em trừng mắt, mấy đứa về nhà ngay. Chưa bao giờ em thấy bà em thế này. Em và mấy đứa kia lủi thủi ra về vì sợ bà mắng, chả đứa nào dám ho he gì. Em đi một đoạn ngoảnh lại, thấy bà đi vào căn nhà hoang đó làm gì em không rõ. Lúc đang trên đường về, cả lũ im lặng, em mới hỏi, chúng mày về lúc nào, sao không bảo tao đấy. Bọn chúng kể lại cho em, lúc em đến 50, chúng nó yên vị trong chỗ trốn. Thằng Quy thì trốn gầm giường phòng ngủ, em nó thì trốn trong tủ quần áo trong phòng ngủ. Hai đứa em họ em trốn trong bếp. Nó trốn được một lúc chẳng nghe tiếng động gì nữa. Tưởng em đang đi tìm, chúng nó lặng im tại chỗ. Có đứa thi thoảng nghe tiếng bước chân chạy bịch bịch bịch, chúng nó tưởng là em. Sau một hồi không động tĩnh gì, chúng nó lò mặt ra thì không thấy em đâu. Cả mấy đứa chạy quanh nhà tìm không thấy. Chúng nó nghĩ em chơi đểu lẻn về trước, thế là cả lũ trèo rào đi về. Về đến nhà thấy bà đứng trước cửa chờ. Bà em thấy thiếu nên hỏi em đâu, chúng nó kể đầu đuôi chuyện. Bà nghe xong bảo chúng nó là em chưa về nhà, tức tốc chạy vào phòng ngủ lấy gì đấy, cùng với mấy đứa chạy ra chỗ nhà hoang tìm em. Lúc này em kể lại chuyện của mình cho chúng nó nghe. Đứa nào đứa nấy xanh mặt, rõ ràng lúc đấy em đi tìm chúng nó mà chúng nó lại bảo là tìm em không thấy. Lúc đấy bọn em mới biết mình gặp ma. Cả lũ im lặng đi về nhà. Về đến nhà, hai đứa hàng xóm về thẳng nhà luôn, không dám sang nhà em, chắc sợ bà mắng. Em tranh thủ thay bộ quần áo ướt thì bà về. Về đầu tiên bà kéo em ra trước cửa, không nói không rằng, cầm roi dâu vụt mấy phát vào đít.
rồi lẳng lặng vào bếp, bê ra chậu than, bắt em bước qua bước lại. Lúc đấy em khóc mếu máo, không hiểu chuyện gì. Mãi sau mới biết làm vậy để vong linh, ma mãnh không bám theo em. Và cũng sau lần đấy, bà em cứ ngày rằm lại qua nhà hoang thắp hương, chứ không bỏ hoang như trước kia. Khả năng cao là bà em biết, chắc là em có người cứu nên không bị bắt đi. Theo suy đoán thì lúc em vào trong sập ngùi, đã được vong linh người nhà đấy che chở, không bị làm hại nữa. Và bà em biết đến đón nên người ta cho về. Sau đợt đấy trở đi, bọn em không dám một lần bước vào căn nhà hoang đó lần nào. Mỗi lần đi qua, bọn em toàn chạy nhanh thôi. Em sẽ kể đầu đuôi câu chuyện từ lúc bà em sang nhà đấy, khoảng thời gian sau cách mạng tháng 8 kia. Chap 2, gia đình ông Thảo. Câu chuyện bắt đầu khoảng trước những năm 45. Bà em năm đấy còn trẻ, đã phải đi ở đợ nhà giàu nhất làng. Đấy là những năm nạn đói hoành hành khắp miền Bắc. Làng bà em không ngoại lệ. Bố bà em, tức là ông Cố, lúc đấy khó khăn vì làm nghề gõ đầu trẻ. Mà trong lúc đói kém, ai mà cho con cháu đi học đâu. Nhà thì đói, mà những bảy miệng ăn. Trên bà em còn bốn anh chị em nữa, nên ông Cố mới xin cho bà em đi ở đợ nhà ông Thảo. Được xin ở đợ nhà ông Thảo không dễ, vì nhà ông có điều kiện và gia thế rất nhiều, mà muốn gửi con vào mà không được. Mà trong các nhà có của ăn của để thời điểm đó, chỉ có nhà ông Thảo là tử tế với xóm làng nhất, mọi nhà đều kính trọng. Ông Cố em xin cho bà em được, vì hồi nhỏ, còn ông Thảo chính là học trò của ông Cố em. Hôm ông Cố em dắt bà em sang, thì ông Thảo nhìn bà em hỏi vài câu là nhận lời luôn. Vì bà em dù sao cũng là con nhà gia giáo, có học hành đàng hoàng nên không lo mấy khoản trộm cắp vặt hay lười nhác. Hồi đấy bà em sang mang tiếng ở đợ, nhưng mà sống khá thoải mái. Công việc chủ yếu là trông nhà, quét dọn, nấu cơm, chăm bà Thảo. Nói với bà Thảo, em không biết tên thật. Trong lời bà em kể cũng chỉ gọi là bà Thảo. Bà này hồi đấy có thể gọi là đẹp nhất vùng. Bà không phải người làng mà là người làng bên cạnh. Nghe loáng thoáng là nhà cũng giàu, đám cưới gia đình hai bên môn đăng hộ đối. Kể một chút về gia thế nhà ông Thảo cho các bác dễ hình dung. Nhà ông Thảo thì có cha làm quan dưới thời Pháp, nên ông sống cho gia đình khá giả từ nhỏ, được ăn học tử tế đàng hoàng. Hồi ông đi học rồi đi thi tận trong Huế, cả làng được khao ăn mừng. Gia đình ông Thảo rất được người làng quý mến vì sống chan hòa với làng xóm, có tình có nghĩa. Tuy thuộc dạng địa chủ, nhưng không phải dạng địa chủ bóc lột với cửa quyền như trong chuyện của mấy ông cộng đâu ạ. Sống sau lũy trai làng mà mất dạy với cửa quyền, không sống được đâu các bác. Để cả làng chửi, chỉ có nước bỏ xứ đi thôi. Đời nó không như chuyện. Nhưng sau đấy vì mâu thuẫn gì đó với bọn tay sai Pháp, bố ông Thảo bị chúng bắt giam bỏ tù. Hầu lâu sau chết trong tù. Theo em phán đoán, có vẻ ông này nuôi Việt Minh bị bọn Pháp nó phát hiện ra. Từ lúc bố ông Thảo chết thì ông Thảo kiên quyết bỏ học về quê làm ăn. Một phần để chăm mẹ già đau ốm, một phần vì gia đình không còn ai trụ cột ngoài ông. Được một thời gian sau khi bố ông Thảo chết trong tù, mẹ ông mất. Thế là ông chỉ còn một mình gánh vác gia đình. Mới tư duy cấp tiến học hành đàng hoàng, cùng với đó là vốn liếng đất đai cha để lại, ông xây dựng cơ ngơi lớn nhất làng. Sau đấy ông cưới được bà Thảo làng bên, một đám cưới môn đăng hộ đối. Quay về thời điểm bà em đang ở đợ, hôm ấy cả làng biết là ông Thảo với bà Thảo bị câm, không có con, dù chạy chữa thầy thuốc, cả Tây lẫn ta bó tay. Sống với nhau lâu không có con khiến ông Thảo chán. Từ đấy, ông Thảo hay đi chơi suốt đêm, có mấy hôm không về. Bà Thảo biết nhưng không làm gì được, chỉ khóc suốt. Từ hồi bà em chuyển đến ở đợ, bà Thảo còn hay đi chùa, đền xin cơm. Cứ ngày đâu đó có đền với chùa thiêng cầu con cái là bà lại đi. Nạn đói những năm đỉnh điểm, trong làng rất nhiều người chết. Ông Thảo thấy vậy, có mở phát gạo cứu đói, nhưng không ăn thua vì mùa màng thất bát, lúa dự trữ lấy cũng dùng hết. Ông Thảo cùng mấy ông trong làng gom tiền, tính vào miền Nam xe lúa gạo về, vừa buôn bán vừa cứu đói cả làng. Thời điểm đấy thì không có nhiều người dám làm những việc như vậy, vì chi phí vào Nam rất đắt đỏ, kèm theo đó rất nhiều thủ tục nhiêu khê.
Thời đấy gạo trong Nam chuyển ra Bắc bị kiểm soát chặt bởi bọn Pháp. Nhờ quan hệ từ thời còn đi học trong Huế nên ông Thảo mới có thể làm việc này. Sau 2 tháng xuất hành, ông Thảo và mười mấy đinh lực cũng về làng với nhiều cả lúa lẫn gạo. Ông Thảo chia phần cho các nhà theo đóng góp tiền từ trước. Một vài phần ông cứu đói dân làng. Sau vụ này cả làng biết ơn ông Thảo nhiều lắm. Do đó vì thế gia đình ông trong làng cũng tăng lên nhiều và được nhiều người kính trọng. Đặc biệt, khi từ Nam về, ông mang theo cây trứng cá. Hồi ấy cả làng chẳng ai biết cây gì, chỉ biết cây có quả ăn được theo lời ông Thảo. Chính cái cây này là nguyên nhân dẫn đến rất nhiều câu chuyện rùng rợn cho nhà này. Mà đây cũng chính là cái cây mà trong trác một em nhìn thấy đứa ngồi nấp quay lưng vào gốc cây đấy ạ. Như đã hứa với các bác, giờ em kể cho các bác một chuyện có tí liên quan đến chuyện nhà ông Thờ. Nhà ông Đê thì cách nhà bà ngoại khoảng 5 nhà. Nhà ông không có khá giả gì. Quanh năm cày thuê cuốc mướn. Mãi thời kỳ cải cách ruộng đất thì nhà ông mới có ruộng để làm. Năm xưa ông Đê cũng là đinh lực cho nhà ông Thờ và cũng cùng ông Thờ vào Nam cái năm đợt đói. Về sau khi lấy vợ, ông Thờ cũng chính là người giúp đỡ ông Đê. Nói chung là ông Đê cũng là người nể phục và kính trọng ông Thờ. Gia đình ông Thờ thì có mỗi ông và cô em gái bị câm. Cha mẹ ông mất sớm, một mình ông gồng gánh nuôi thân và nuôi em gái câm. Em gái ông bị câm nhưng mà khá xinh xắn. Có một vài đám trong làng thích cô, nhưng cô đều từ chối. Một phần vì muốn ở gần chăm sóc anh trai, một phần cũng sợ người ta điều tiếng. Ngày đầu cô này không phải bị câm bẩm sinh, mà có sự kiện gì đấy hồi nhỏ khiến cô bị á khẩu. Gia đình cũng vì chạy chữa khắp nơi mà tiêu gia tán sản. Câu chuyện bắt đầu vào thời điểm ông Đê cũng đã già rồi. Hồi đấy thì ông Đê không làm đồng nữa mà để lại ruộng vườn cho anh A. Em thì không được chứng kiến nhưng vụ này cả làng em ai cũng biết, thành ra ai cũng kể. Nhàn rỗi không việc gì làm, ông Đê mới sinh ra cái thú nuôi và bán chim cảnh. Buổi chiều thì ông vẫn thường ra bìa rừng đặt bẫy, đến tầm tối đi thu gom chim. Thường bắt được nhất vẫn là chim sâu, thi thoảng thì được con khứu. Hồi nhỏ em qua nhà ông Đê, lúc nào cũng nghe tiếng chim ríu rít. Một hôm nọ, chiều tối, bắt đầu đổ mưa dông, ông mới lục đục chạy ra bìa rừng, soát bẫy, xem con nào dính không. Phải đi thật nhanh, vì nếu chim mắc bẫy mà mưa xối vào nó, xác định là dễ bị ốm chết, không có nuôi được. Ông đi về phía những cây bẫy, xem hết một lượt, thì chỉ có một con chim sâu sập bẫy. May mắn thay cây cuối cùng thì có con khứu đầu bạc. Cả đời ông chắc khó bắt được lần thứ hai cái giống chim này. Ông vui mừng khôn tả, phóng sinh luôn con chim sẻ, rồi bỏ con khứu đầu bạc vào lồng quả trá mang về. Đi đến giữa hết bìa rừng đến khu ruộng của làng, trời bắt đầu đổ mưa lớn. Ông lo con chim bị dính mưa nên chạy cúi lom khom để che cái lồng. Vừa hay thì ông chạy qua ngôi mộ, bên trên có lợp 2 mái bằng lá cọ. Tiện tay ông kéo một cái lá xuống, quấn quanh che cho cái lồng chim. Sai lầm này khiến ông suýt trả giá bằng cả mạng sống. Tối đấy ông về đến nhà, không biết vui mừng hay mệt mỏi mà ông không ăn cơm. Treo cái lồng lên là ông tiến thẳng về giường nằm và nghỉ. Anh A, con trai ông lúc đó, cũng từ huyện về tính ăn cơm thì nghe cô Câm chỉ phía giường ông Đê và chỉ cái lồng ra hiệu về việc ông Đê đi bẫy chim về thì không ăn cơm mà lên giường nằm luôn. Anh A biết chuyện thì chạy vào chỗ giường ông Đê nằm, thấy ông đang nằm co quắp, mồ hôi trên trán nhễ nhại như là người sốt, mặt trắng dã như kiểu ngâm nước lâu ngày, miệng ông cứ rên hừ hừ. Anh A hỏi gì cũng không thấy trả lời, hoảng quá anh chạy ra ngoài hô hoán hàng xóm sang giúp đỡ. Nghe thấy chuyện, bà với ông em chạy sang. Sau khi nghe anh A kể chuyện, bà em vào chỗ ông Đê nằm và gọi tên. Anh Đê ơi, anh Đê, anh Đê ơi. Đến tiếng thứ ba, thấy ông Đê bắt đầu lên cơn co giật, miệng lẩm bẩm, đừng bắt tôi, đừng bắt tôi, tha cho tôi, tha cho tôi. Ông Đê cứ lặp đi lặp lại như vậy một lúc thì dừng và im lặng quay lại tư thế co quắp người. Bà em mới kêu cô Câm và anh A đánh gió giải cảm cho ông Đê, vì có thể lúc chạy mưa ông bị trúng gió cảm lạnh. Sau khi bôi dầu gió đánh một lúc thì ông Đê đã bớt trắng bệch như lúc đầu. Bà em mới hô mấy ông hàng xóm lấy xe máy chở ông Đê đi trạm xá. Đến trạm xá, y tá với bác sĩ trực đưa ông Đê vào phòng cấp cứu.
Sau một hồi, ông bác sĩ đi ra, nói ông Đê bị tai biến hoặc xuất huyết não gì đó, bảo là không chữa được, trả về gia đình lo hậu sự. Có một điều lạ là khi đưa ông Đê đến trạm xá, cô y tá lấy đèn pin ra mắt ông Đê, thì mắt ông trắng dã không lòng đen. Mấy người đi cùng đến trạm xá nhìn phát sợ, họ nghĩ kiểu như là ông đã chết. Đoạn anh Nga và cô Câm đưa ông Đê về nhà chuẩn bị lo hậu sự. Đêm đấy có ông, bà ngoại em và mấy người hàng xóm quanh đó túc trực nhà ông Đê, chờ ông tắt thở để lo hậu sự. Đang nửa đêm, chắc khoảng 12 giờ hoặc 1 giờ gì đấy, ông Đê lên cơn co giật và lẩm bẩm tiếp. Tôi xin ông, tha cho tôi, tha cho tôi. Mọi người mới chạy vào đứng quay giường ông Đê mà không khỏi hoang mang. Bình thường nếu người gần chết thì không thể dãi dụa mạnh vậy được. Bà ngoại em mới áp sát tai ông Đê nói. Em mở đây anh Đê ơi. Anh xin ai đấy, em mở đây. Mở đây anh mở mắt ra đi. Anh xin ai đấy, em xin cho. Bà vừa nói xong, giọng ông Đê thay đổi. Mở ơi cứu anh, mở ơi cứu anh. Có người bắt, có người bắt anh. Lịch tính bà em dường như mách bảo ông Đê có vẻ chưa chết, chỉ sợ như là bị ma ám hay gì đó thôi. Người gần chết không thể nói những lời như vậy. Nói đoạn, bà quay sang nói với Nga. À đâu, bố mày chưa chết đâu, mau gọi thầy cúng Tê đi. Anh Nga định bụng gọi ông Tê từ chiều, vì đằng nào nếu ông Đê mất thì cũng phải gọi ông Tê tới khâm liệm với làm lễ. Anh Nga cùng người bạn nữa lên xe qua làng bên đón thầy Tê. Nói về thầy Tê thì ông Tê là đồ đệ duy nhất của ông Hát nổi tiếng vùng này. Ông Hát trước đây cũng từng cúng bái làm lễ cho nhà ông thờ. Ông Hát trước là người làng này, nhưng không hiểu vì lý do gì sau khi học nghề thầy cúng xong chuyển sang làng bên cạnh. Rất ít khi ông Hát về làng, ngoại trừ những việc liên quan cúng bái lễ lạt mời ông thì ông mới đến. Và ông đến cúng xong thì cũng về ngay không nán lại nhiều. Người làng không tiện hỏi, có người hỏi thì ông ậm ờ cho qua chuyện. Quay về việc ông Đê, anh A đi khoảng 15 phút quay trở lại chờ theo ông Tê kẹp giữa. Trên tay ông Tê là hai túi đồ nghề. Ông mặc bộ quần áo chàm của mấy ông thầy cúng hay mặc. Vừa xuống xe, bà em đưa ông Tê vào ngay chỗ ông Đê nằm. Nhìn thấy ông Đê phát, ông Tê giật mình luôn. Ông Tê mới nói, bị từ bao giờ thế này? Anh A đứng cạnh, bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong ông Tê quay ra chỗ lồng chim, xem con chim ông Đê bắt được. Ông gỡ lớp lá cọ khô bao quanh lồng, thấy khứu đầu bạc. Ông cầm con chim phóng xi lên trời, rồi cầm lá cọ, lót lồng kia, xoay lại xoay qua nhìn. Ông bắt đầu bấm đội một lúc, quay ra chỗ ông Đê nằm xoa đầu ông Đê. Bất tình lình, ông Tê bắt chặt hai thái dương ông Đê rồi hỏi. Anh Đê, tôi Tê đây, tôi đến cứu anh. Ông Đê bắt đầu chảy nước mắt. Cứu tôi, cứu tôi. Ông Tê hỏi tiếp. Anh lấy lá cọ ở đâu? Lá cọ ở đâu? Ông Ngô đáp rằng Ngô mộ bìa rừng. Cứu tôi, cứu tôi. Đoạn anh Nga giật mình. Cháu biết rồi, Ngô mộ có lá ngoài bìa rừng. Hôm trước đi bắt chim với bố cháu nhìn thấy. Ông Tê mới thúc giục. Đưa tao ra ngay chỗ đó, mang theo vàng hương đi. Anh Nga chở ông Tê và bạn anh Nga kẹp ba ra chỗ ngôi mộ ngoài bìa rừng. Đến nơi, ông Tê lấy cái lá cọ chỗ chuồng chim lót vào chỗ hở trên lán. Trầm hương nghi ngút thắp lên mộ, tay bắt ấn rồi rầm rầm cầu khấn. Một lúc ông lấy hai đồng tiền tung vào cái đĩa, tung đến lần thứ ba, lần nào cũng có hai đồng sấp. Ông vái ba vái trước mộ, ba đài Nga hóa vàng rồi ra về. Trên đường về, ông kể với anh Nga. Bố mày mắc lỗi lớn với người ta rồi. Giờ người ta bắt xuống theo đấy, khó cứu lắm. Người này là có chức sắc, có chiếc sắc bên dưới, không đơn giản đâu. Về đến nhà, thấy mọi người ngồi ngoài sân chờ, bà em sốt sắng. Thế nào rồi ông Tê? Thế ông Tê lắc đầu tiến về phía giường ông Đê. Anh A thì kể lại sự việc vừa xảy ra và lời ông Tê nói trên đường về. Bà nghe xong chạy vào chỗ ông Tê ngồi. Thế giờ không còn cách nào cứu được ông à? Ông ơi! Ông Tê ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Có một cách, nhưng cách này 50-50, tôi không chắc có được không nữa. Anh A lên tiếng. Còn nước còn tát ạ, ông cứu bố cháu, dù một tia hy vọng cũng được ạ. Giờ chỉ còn một thuật cuối cùng có thể cứu được ông Đê thôi. Thuật này thì mình không nhớ tên, nhưng bố mình cũng từng chứng kiến thuật này. Bố mình bảo phải pháp sư cao tay lắm mới dám làm,
Mỹ thuật này có thể cứu người.